Siêu huấn luyện viên châu Âu ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kiatisak lên tiếng về việc chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Đặng Văn Lâm muốn vô địch AFF Cup 2022. Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình vòng chung kết World Cup 2022. Siêu huấn luyện viên trưởng châu Âu ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Dragan Skocic, cựu huấn luyện viên trưởng của tuyển Iran đã nộp hồ sơ xin ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi mà AFF Cup 2022 kết thúc. Và theo chân thầy Park, hai thành viên quan trọng khác trong ban huấn luyện tuyển Việt Nam cũng không gia hạn hợp đồng với VFF. Cụ thể, trợ lý đắc lực Lee Jong-jin cùng huấn luyện viên trưởng thể lực Park Sung-hin cũng sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Đây đều là những người có đóng góp rất lớn vào thành công mà bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Theo nguồn tin uy tín, ông Dragan Skocic, cựu huấn luyện viên tuyển Iran đã nộp hồ sơ xin ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Vị huấn luyện viên này vừa bị Liên đoàn bóng đá Iran sa thải hồi tháng 7 năm nay, dù cùng với đội tuyển quốc gia nước này giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Ông Skocic, sinh năm 1968 và là người Croatia, khi còn thi đấu, cựu danh thủ này từng được đánh giá cao và hiện có nguyện vọng dẫn dắt tuyển Việt Nam sau khi thời Park ra đi. Được biết, sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo ấp ủ dự định mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và một số lĩnh vực khác, đồng thời sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, đồng thời cũng là đội tuyển Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Chính là rằng người Hàn Quốc cũng rất thành công với đội U23 Việt Nam khi giành hạng nhì U23 châu Á 2018, hạng tư ASEAN và hai huy chương vàng SEA Games. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo lên tiếng xác nhận chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Trả lời truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak đã lên tiếng đính chính về tin đồn gia hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian gần đây có nhiều tin đồn cho rằng huấn luyện viên Kiatisak đã ký mới hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Những thông tin này đến nhiều hơn trong bối cảnh chiến lược gia người Thái Lan được xem là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ngay khi mà AFF Cup 2022 kết thúc vào cuối năm nay. Mặc dù vậy, trả lời phỏng vấn từ Daily News của Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn về việc gia hạn hợp đồng với đội bóng của Bầu Đức. Chiến lược gia người Thái Lan cho biết, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện về bất cứ điều gì, mọi việc còn phải chờ xem kết quả của Hoàng Anh Gia Lai vào cuối mùa ra sao thì Bầu Đức mới đưa ra quyết định. Nhiệm vụ của tôi lúc này là tập trung hết sức để giúp cho đội bóng có thành tích cao nhất có thể. Thời điểm tôi nhận lời trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, hợp đồng chỉ là 2 năm và giờ đây thời hạn của tôi đã hết. Tôi cần phải nói chuyện với Bầu Đức và cả với gia đình tôi ở Thái Lan. Việc tôi ở lại hay trở về Thái Lan vẫn chưa có quyết định vào lúc này. Ở một diễn biến khác thì đích thân ông Bầu Đoàn Người Đức cũng đã lên tiếng về tin đồn Kiatisak chia tay Hoàng Anh Gia Lai để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thật tình cờ cho đến lúc này phía VFF chưa liên hệ với tôi cũng đâu biết ý người ta như thế nào. Tôi đâu rõ họ nhu cầu đưa huấn luyện viên Kiatisak lên tuyển thay huấn luyện viên Park Hang-seo hay không, mà trả lời là sẵn sàng hay không sẵn sàng để Kiatisak gia nhập đội tuyển. Tôi cũng không muốn bình luận sâu hơn về vấn đề này, Bầu Đức nói thêm. Có thể khẳng định là vào lúc này, huấn luyện viên Kiatisak vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đang chơi không tốt và đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến 1 chiến thắng. Đội chủ sân Pleiku hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, kéo đầu bảng là Hà Nội FC đến 18 điểm và cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch gần như đã không còn. Đặng Văn Lâm muốn vô địch AFF Cup 2022. Thủ môn Việt Kiều khẳng định quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2022 nhằm tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo. Giành chiến thắng trước Hà Tĩnh với tỷ số là 2-1, Bình Định tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua vô địch với 7 điểm kém hơn. Chia sẻ sau trận, thủ môn Đặng Văn Lâm của đội bóng đất võ dành những lời tri ân tới huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Tôi có nghe thông tin về việc ông Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm làm việc. Tôi có hơi buồn khi nhớ lại những kỷ niệm khi thi đấu cùng với thầy. Vì thế mà AFF Cup 2022 sắp tới, các anh em sẽ cố gắng thi đấu hết sức và có kết quả tốt nhất để tặng thầy, bởi đó là giải đấu cuối cùng. Hầu hết những trận đấu được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam của tôi là dưới thời ông Park Hang-seo. Tôi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp với thầy và tôi rất hạnh phúc, biết ơn sự tin tưởng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành cho mình. Người gác đền của câu lạc bộ Bình Định chia sẻ thêm. Đúng như Văn Lâm chia sẻ, hầu hết những trận đấu tại cấp độ đội tuyển quốc gia của anh đều diễn ra dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Năm 2015, thủ môn mang hai dòng máu Việt và Nga được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, từng tham dự AFF Cup 2016 nhưng không được ra sân bất kỳ trận đấu nào. Tại trận đấu ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 năm 2017, ông Park Hang-seo không triệu tập Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên là AFF Cup 2018 thì thủ môn Việt Kiều trở thành người gác đền số 1 của Rồng Vàng, góp cầu lớn vào chức vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Đến thời điểm hiện tại, 27 trận đấu bắt chính cho đội tuyển Việt Nam của Đặng Văn Lâm thì có 25 trận diễn ra dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.
Việt Nam sở hữu bản quyền vòng chung kết World Cup 2022. Theo thông tin mới được tiền phong tiết lộ, thì quá trình thương thảo bản quyền truyền hình vòng chung kết World Cup 2022 đã kết thúc trong êm đẹp và đơn vị truyền hình tại Việt Nam sẽ sớm công bố trong ngày mai. World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 tại Qatar. Thời gian qua thì câu chuyện bản quyền truyền thông World Cup nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo thông tin mới nhất từ báo Tiền Phong, Việt Nam đã chính thức kết thúc quá trình thương thảo và sở hữu bản quyền truyền thông của giải đấu lớn nhất hành tinh. Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết là việc đàm phán diễn ra cam go nhưng kết thúc tốt đẹp. Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi đầy đủ các trận tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh tháng 11 tới tại Qatar. Ngoài ra thì một nguồn tin khác từ Thanh Niên cho biết, giống như là những kỳ World Cup trước đây, đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông là Đài Truyền hình Việt Nam, thậm chí có thể trong ngày mai, VFF sẽ chính thức công bố bản quyền truyền hình của vòng chung kết World Cup đúng một tháng trước khi giải đấu khởi tranh. Được biết, VTV sẽ được hưởng quyền lợi sau khi nắm trong tay bản quyền truyền thông của World Cup, trong đó có quyền truyền hình radio, độc quyền truyền hình mặt đất cáp vệ tinh và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam, quyền truyền phát trên di động và internet, độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam. Trong gói này, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng yêu cầu các đài bắt buộc phải phát trên kênh quảng bá với một số trận đấu nhất định như trận khai mạc, bế mạc để đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm dân số của đất nước đã mua thành công bản quyền được xem những trận đấu này. Các điều khoản nói trên đều được đưa vào hợp đồng. Hồi World Cup 2010, VTV mua bản quyền từ Dentsu Alpha, nhưng đến World Cup 2014, MVP Silva đã thắng các đối thủ sừng sỏ để trở thành nhà phân phối bản quyền truyền hình trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đến World Cup 2018 và 2022, FIFA đã chọn Infront Sport và Media làm đối tác. Cũng theo các nguồn tin kể trên, bản quyền truyền thông World Cup tại Việt Nam có giá cao nhất từ trước đến nay, con số này có thể lên đến 15 triệu đô la, tức là khoảng 350 tỷ đồng.